Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay chắc hẳn quý vị cũng cảm nhận được sự thay đổi thời tiết khi sáng sớm nay trời chuyển mưa lạnh, chấm dứt hiện tượng nồm ẩm như những ngày vừa qua. Nhiệt độ hôm nay đã giảm 7 độ so với cùng thời điểm trưa ngày hôm qua, xuống quanh ngưỡng từ 19 đến 20 độ, độ ẩm phổ biến từ 82 đến 95%. Trưa và chiều trời tạnh ráo, không khí lạnh tiếp tục dồn sâu xuống và cảm nhận cái lạnh cũng rõ rệt hơn. Đêm nay và ngày mai, khu vực tỉnh chịu ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ ổn định, sau suy yếu dần, nên thời tiết các nơi trong tỉnh phổ biến nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều có lúc hửng nắng nhẹ, đêm và sáng trời rét, nên nhiệt độ tiếp tục giảm và độ ẩm ít thay đổi. Bản tin xin được tiếp tục với thông tin thời tiết ba vùng trong tỉnh. Vùng đồi núi phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều có lúc hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ. Vùng đồi Trung Du, nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều có lúc hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ. Vùng đồng bằng, nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều có lúc hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết trong ngày và dự báo cho ngày mai. Cuối bản tin, như thường lệ, sẽ là thông tin thời tiết 3 ngày tới.